Điều gì xảy ra khi ai đó ăn trứng? Máu của họ, cơ thể của họ trở nên rất đen. Máu linh thể, năng lượng vô hình của máu trong cơ thể biến thành đen. Thật ra, một trong những đồng tu của chúng ta đã thấy khi cô ta thiền, nên họ không dám ăn trứng nữa. Trứng có tiềm năng thu hút năng lượng phủ định. Cho nên khi ăn trứng, quý vị thu hút năng lượng phủ định đó vào cơ thể mình. Bên cạnh đó, trứng có một phần sự sống trong đó, và đôi khi nó vô sinh. Quý vị không bao giờ biết nó có khả năng sinh sản hoặc vô sinh. Trứng không tốt cho cơ thể của chúng ta. Một số khoa học gia đã chứng minh là nếu quý vị ăn nhiều trứng, quý vị cũng sẽ có vấn đề về gan. Trứng là một chất đạm rất cô đặc, rất khó cho cơ thể tiêu hóa, mặc dù có rất nhiều người ăn nó để thay thế những thứ khác trong chế độ ăn chay. Nhưng ngày nay, chúng ta có thứ thay thế trứng nên không có vấn đề gì. Và nếu quý vị không có thứ thay thế trứng khi nướng những bánh trước đây đã dùng trứng, quý vị có thể sử dụng sữa chua với số lượng tương tự. Dùng sữa chua thay vì trứng thì bánh ngọt có hương vị tuyệt vời. Dẫn vậy mà không có mùi tanh của trứng. Vì vậy, không có trứng, quý vị sẽ không mất mát gì trong cuộc sống của mình cả. Những thầy phù thủy họ dùng trứng để hút năng lượng, chiếm hữu ra khỏi người bị ma nhập. Nhiều người trong số họ làm vậy. Họ ném trứng vào một người hay làm điều gì đó với trứng để hồn ma ra khỏi xác bị nhập. Chúng ta cũng đâu có muốn hấp thụ thứ đó vào cơ thể mình. Bất cứ gì tôi dạy là tốt cho quý vị. Nếu quý vị không muốn, quý vị có thể thử rồi biết sự khác biệt. Thật ra, trứng hôi thối, không hiểu sao quý vị thích, tôi không biết. Sau một thời gian, quý vị không thể thích được. Không thể. Sau khi cơ thể quý vị được tịnh hóa và quý vị tu hành tốt rồi, quý vị sẽ không muốn ăn những thứ như trứng, cá hay thịt, vân vân. Ngay cả mùi của nó sẽ làm cho quý vị buồn nôn, muốn ói. Sau khi tu hành tốt một thời gian, thậm chí ngay sau khi thọ pháp, bất cứ gì, kể cả thức ăn chay, đôi khi nếu họ làm quá giống như là cá thối hoặc tôm, quý vị sẽ không thích ăn. Nên đừng lo lắng về trứng. Nếu quý vị thích, cứ thử. Rồi khi ngồi thiền, quý vị không thấy ánh sáng, quý vị cảm thấy khó chịu hay bất an, thì đừng đổ lỗi cho tôi vì đã không cảnh báo quý vị. Tôi không cấm điều gì cả, chỉ hướng dẫn quý vị, cho quý vị biết những gì tốt và không tốt cho quý vị, rồi quý vị tự quyết định. Và bởi vì quý vị đã chọn lựa rồi, linh hồn quý vị biết điều gì là tốt nhất cho mình, bởi vì tôi không ép buộc quý vị. Tôi không đến trước cửa quý vị bấm chuông và nói với quý vị phải ăn cái này, hoặc quý vị không được làm điều nọ, hoặc quý vị đi theo tôi. Đây là sự quyết định của quý vị. Linh hồn quý vị có trí huệ, nếu quý vị đã lựa chọn gắn bó với nó. Sự lựa chọn tự phát luôn luôn tốt. Sự lựa chọn mà không có lý do luôn luôn tốt. Cái mà vô hại cho kẻ khác luôn luôn tốt. Vậy nên gắn bó với lựa chọn của mình và đừng đặt nhiều vấn đề về trứng hoặc thịt. Master Thanh Hải Vô Thường Sư giảng vào ngày 23 tháng 12 năm 1997 tại Washington, Hoa Kỳ, DVD 605. Chúng ta đều có tình thương Thượng Đế bên trong. Dẫn, xin Ngài nói ít điều về tình thương Thượng Đế. Sư phụ, quý vị không biết về tình thương Thượng Đế à? Tôi nghĩ quý vị biết. Tôi có thể nói với quý vị một chút về thể nghiệm của tôi và thể nghiệm của những anh chị em trong nhóm chúng tôi. Không phải tất cả đều giống hệt nhau, nhưng tình thương Thượng Đế luôn luôn giống nhau. Tôi thể nghiệm được tình thương Thượng Đế mỗi ngày, trong mỗi giây phút. Mỗi ngày là một phép lạ. Thượng Đế luôn luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và trông nom chúng ta mỗi ngày. Chỉ là chúng ta sẽ nhận biết điều này rõ ràng hơn sau khi cầu thông với Ngài. Cũng giống như sự huấn luyện,
Sau khi câu thông với Thượng Đế, quý vị sẽ tự động được huấn luyện và sẽ biết lúc nào Thượng Đế muốn mình làm gì. Đôi khi chúng ta có trực giác rất nhạy bén, hay đôi khi chúng ta thậm chí nhận được chỉ thị trực tiếp để biết phải làm gì trong những sinh hoạt hàng ngày. Trước khi câu thông với Ngài, hầu như chúng ta không biết Thượng Đế có nghe lời cầu nguyện của mình hay không. Chúng ta có thể cảm thấy mình không có bằng chứng Thượng Đế hiện hữu hay tình thương của Ngài hiện hữu, bởi vì chúng ta không thấy được những gì Ngài đang làm cho mình. Chúng ta không cảm nhận được câu trả lời của Ngài cho lời cầu nguyện của mình. Nhưng sau khi câu thông với Ngài, hoặc gọi là thọ tâm ấn, chúng ta sẽ biết điều này rõ hơn. Bởi vì chúng ta có thể thấy Thượng Đế mỗi ngày và nghe được lời dạy bảo của Ngài. Thượng Đế luôn luôn hiện hữu. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Thánh Kinh nói rõ rằng Thượng Đế ở bên trong chúng ta và thân thể này chỉ là một đền thờ. Cho nên, tất cả chúng ta đều là hóa thân của Thượng Đế ở cảnh giới vật chất. Lý do chúng ta không nhận biết ân điển của Thượng Đế, không cảm nhận được tình thương Thượng Đế là vì chúng ta tìm sai chỗ. Chúng ta quá bận rộn kiếm tiền, bận rộn giữ địa vị của mình và bận rộn sinh tồn. Nên chúng ta quên rằng, vị ban phúc cho chúng ta tất cả những thứ này, chủ nhân của mọi nguồn hạnh phúc là ở bên trong chính mình. Cho nên, khi có ai chỉ cho chúng ta Thượng Đế ở đâu, chúng ta sẽ thấy ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần dành ra chút thời giờ mỗi ngày để nhận biết vị Thượng Đế bên trong, và sau đó sẽ trở thành tự nhiên chúng ta nhớ đến Thượng Đế và thấy được Ngài. Chúng ta có thể thấy Ngài hầu như mọi lúc, hay 24 tiếng mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy được Ngài bất cứ khi nào muốn thấy, và nghe được Ngài bất cứ khi nào muốn nghe. Sau đó, chúng ta thậm chí cũng không mong ước thấy hay nghe Ngài. Ngài lúc nào cũng có đó. Thượng Đế yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài sẽ kêu chúng ta thức dậy khi chúng ta sắp sửa trễ việc, vì đồng hồ báo thức không reo, hoặc Ngài đưa chúng ta đến đúng cửa hàng. Nếu chúng ta ở trên xứ lạ và không biết phải đi mua sắm ở đâu, Ngài thậm chí còn chăm sóc những việc riêng tư, hàn gắn tình yêu rạn nứt, chữa lành vết thương lòng và an ủi chúng ta bằng bất cứ cách nào. Một khi chúng ta nhận biết Ngài trở lại, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: "Ta sẽ gửi đấng an ủi đến các con." Lực lượng Thiên Chúa có thể biến thành bất cứ hình dáng hoặc thân thể nào để an ủi chúng ta. Trước Chúa Giêsu, Thượng Đế cũng gửi những minh sư khác, và sau Chúa Giêsu, Thượng Đế sẽ gửi những minh sư khác. Nhưng tất cả đều giống nhau, chỉ có một người con Thượng Đế hóa thân thành những thân thể khác nhau. Đó là lý do tại sao khi có người hỏi Chúa Giêsu, Ngài có phải là những minh sư quá khứ tái sinh như Elisa? Chúa Giêsu đã im lặng. Ngài không phủ nhận điều này, bởi vì tất cả đều đến cùng một lực lượng, đều là một thánh linh duy nhất giáng trần qua nhiều thế hệ để an ủi con cái yêu quý của Thượng Đế và mang họ về nhà. Nếu chúng ta thật sự yêu thương Thượng Đế và muốn thấy Ngài, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp vị gọi là người an ủi này, là thánh linh đến từ Thượng Đế. Vị này sẽ chọn bất cứ cái gọi là văn phòng hay thân thể nào để làm việc, để đem nguồn an ủi và ánh sáng trở lại cho chúng ta. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ trở nên như chúng ta muốn trong mọi phương diện. Chúng ta sẽ cảm thấy thật an toàn, tràn ngập tình thương, và biết rằng sau khi rời bỏ thân thể này, chúng ta sẽ đi lên thiên đàng, bởi vì chúng ta đã đi lên thiên đàng mỗi ngày để quan sát. Trong Thánh Kinh, Thánh Bao Tông Đồ đã nói: "Tôi chết mỗi ngày." Và như thế, qua tiến trình tái sinh trở lại và trở lại, chúng ta có thể học hỏi. Chết không có nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc hay không còn đời sống nữa, chỉ là đổi trạm, đổi nhà hay đổi y phục. Chúng ta có thể chết bằng hai cách. Một là cái chết lớn mà chúng ta sẽ thể nghiệm khi rời khỏi thân xác vật chất vĩnh viễn. Nhưng chúng ta cũng có thể chết ngắn ngủi, tạm thời,
bằng cách rời khỏi thân thể, giữ sợi dây liên lạc rồi trở lại. Rồi ngày mai chúng ta đi ra nữa vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối. Chỉ là một tiến trình tập luyện và chúng ta sẽ không bao giờ sợ chết nữa, bởi vì chúng ta biết mình sẽ đi đâu sau khi chết. Chúng ta đều nghe từ những tôn giáo khác nhau, như Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, rằng thiên đàng đón chờ chúng ta. Thiên đàng sẽ đón chờ nếu chúng ta tin Thiên Chúa, nếu chúng ta tin Thượng Đế, nếu chúng ta tin Phật, hay nếu chúng ta tin Allah, chúng ta sẽ đi thẳng lên thiên đàng sau khi chết. Tất cả chúng ta đều nghe điều này. Tất cả các tôn giáo đều hứa điều này. Nhưng một số chúng ta muốn biết thiên đàng ngay bây giờ. Chúng ta muốn thấy thiên đàng trong khi còn sống tại đây. Thứ nhất, để biết chắc chắn. Và thứ hai, chúng ta muốn nhận biết tình thương Thượng Đế ngay bây giờ. Bởi vì tại đây, trên thế giới này, chúng ta cần tình thương này nhiều hơn. Một khi lên trên thiên đàng, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ rồi. Chắc chắn là chúng ta sẽ không màng rằng mình có biết đến tình thương Thượng Đế hay có biết đến thiên đàng hay không. Bởi vì chúng ta đã ở trên thiên đàng rồi. Cho nên, khi còn ở thế giới đau khổ này, chúng ta cần tình thương Thượng Đế nhiều hơn nữa. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần chắc chắn rằng sẽ có một chỗ cho riêng mình trên thiên đàng. Đối với những người này, chúng ta cống hiến sự giúp đỡ. Bởi vì thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết đến thiên đàng, trong khi thiên đàng đang có trong tay. Trong Thánh Kinh có nói vậy. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết đến Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế sống trong ngôi đền này, thân thể này, Ngài ở Ngài tại đây. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không biết điều này. Vì vậy, chúng ta nên biết. Chắc chắn là Thượng Đế yêu thương chúng ta trên thiên đàng cũng như tại đây. Nhưng nếu chúng ta có thể nhận biết tình thương của Ngài ngay bây giờ và sử dụng tình thương này, như vậy có phải hay hơn không? Tất cả chúng ta đều có cha mẹ, và nếu bị chia cách với cha mẹ khi còn trẻ hay lúc còn nhỏ tuổi, chúng ta luôn luôn muốn biết cha mẹ thật của mình là ai. Bởi vì chúng ta tin rằng không ai có thể yêu thương mình hơn cha mẹ thật. Tương tự vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng mình có một đức cha ở đâu đó trên thiên đàng, dĩ nhiên chúng ta muốn biết Ngài. Và đó là lý do mà tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm khắp mọi nơi, chỉ vì tôi muốn gặp cha mình. Và bây giờ đã tìm được Ngài, tôi muốn chia sẻ kiến thức này với tất cả những ai muốn biết cùng một điều, và những ai muốn biết đức cha của mình. Bởi vì không có gì trên thế giới này, và không tình thương nào trên thế giới này có thể so sánh với tình thương này. Khi có Thượng Đế bên trong, khi đã nhận biết Thượng Đế bên trong trở lại, chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta sẽ vô cùng an toàn, vô cùng được thương yêu, vô cùng có giá trị và vô cùng quý báu, đến nỗi chúng ta cảm thấy, nhận biết và chắc chắn rằng chúng ta là những hoàng tử của thiên đàng. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Slovenia vào ngày 26 tháng 5 năm 1999, bản tin số 184.